Mời các bạn nghe chuyện đại quản gia là ma hoàng chấp 876, 877, 878. Nữ nhân kia một đường chạy tới, nhất thời mang theo một làn gió thơm đánh úp về phía mọi người. Nàng dừng lại trước mặt chắc phàm, có vẻ ngượng ngùng tránh ra sau lưng hắn, thiếu nữ non mềm như nụ hoa chấm nở. Yêu ớt nhìn về những người đến kiểm tra, bọn họ nhìn nàng với ánh mắt sững sờ, thậm chí có chút si mê. Mà thiếu nữ kia thấy vậy càng tỏ vẻ ngượng ngùng, trốn ra sau lưng chắc phàm, như cô em gái chưa từng thấy qua thế sự hiểm ác thế gian, tránh sau lưng đại ca tìm kiếm bảo hộ. Bộ dạng yếu đuối khiến mọi người nhìn thấy đều yêu mến không thôi. Chắc Phàm cũng có chút ngạc nhiên, mẹ nó, nha đầu này cũng hành tẩu giang hồ, bậc thầy đóng kịch, có thể so sánh với hắn. Nha đầu này vừa rồi hung hãn thế nào hắn còn nhớ rõ. Có điều, hiện tại chắc Phàm và nàng cùng bước chân trên một thuyền, đương nhiên sẽ không vạch trần nàng ta, chỉ ho một tiếng, cười gượng, hóa giải chấn động trong lòng sững sờ một lát những hộ vệ kia mới hồi phục tinh thần vội ho một tiếng chỉ cô nương kia nói ngươi cũng là người trong nhà này sao vâng tỏ vẻ sợ hãi nữ nhân nhẹ nhàng nói hộ vệ nghe thấy xương cốt muốn gãy hít sâu chấn định cô lấy lại tinh thần chỉ chắc phàm nói vậy các ngươi có quan hệ như thế nào đều từ tây châu tới sao à nàng là hơi hơi trầm ngâm một chút con ngươi chắc phàm nheo lại vừa muốn lên tiếng cho nàng một cái tên thế nhưng không đợi hắn nói ra nữ nhân kia đã bật thốt lên hắn là tướng công ta chúng ta đều từ tây châu đến à những người kia vừa gật đầu nhưng rất nhanh lại giật mình ngẩng đầu nhìn lên nhìn hai người một lúc lâu không thể tin mà hỏi lại ngươi nói cái gì hắn là tướng công của ngươi đúng vậy làm sao không được à nữ nhân thờ ơ gật gật đầu cười khẽ một tiếng sau đó kéo cổ tam thông ngốc trệ ở bên cạnh kéo đến bên người cười nói ngươi nhìn xem con chúng ta đã lớn thế này rồi lời vừa nói ra những người có mặt ngây người không thể tin mặt chắc phàm cũng sững sờ không hiểu nhìn về phía nàng ái chà nha đầu này vừa rồi còn muốn dùng kiếm đâm hắn hiện tại thì nhận hắn làm tướng công thế này là sao nhìn cái gì mà nhìn để ngươi giả mạo làm tướng công của bản cô nương đó là tiện nghi ngươi ngươi còn có ý nghĩ xấu hay sao nếu ngươi còn tiếp tục nhìn có tin bà cô ta móc hai hạt trâu của ngươi ra không nữ nhân liếc ánh mắt sắc bén cảnh cáo chắc phàm tay nắm lấy tay cổ tam thông rất chặt rất rõ ràng muốn giữ hài tử hắn làm con tin bước chắc phàm đi theo sắp đặt của nàng nếu hắn dám không phối hợp nhi tử hắn lập tức mất mạng ừ chắc phàm bất đắc dĩ lắc đầu thật ra hắn cũng không sợ cổ tam thông có chuyện gì với thực lực của tiểu tam tử nha đầu này có thể làm gì nó được điều quan trọng là chắc phàm không thể nào vượt qua rào cản trong lòng hắn sẽ không tùy tiện thừa nhận một nữ nhân nào làm vợ hiện tại tuy tình thế khẩn cấp chuyện này cũng chỉ là giả, kế tạm thời có liên quan đến kế hoạch của hắn, theo lý hắn nên phối hợp. Nhưng có thế nào hắn cũng không thể để danh thê tử chắc phàm lọt vào tay người khác, dù sao trong lòng hắn cũng đã có người, tuy hiện tại chỉ giả vờ nhưng hắn vẫn không muốn làm bẩn vị trí này. Liếc nhìn hai người, hộ vệ tra hỏi có chút không hiểu, kỳ quái nói, này, cô nương, nam nhân cũng chỉ ở cấp thần chiếu ngũ trọng mà thôi, ngươi đã là hóa hư bát trọng, làm sao lại nhìn chúng hắn. Đúng vậy, Bọn họ cũng thực không hiểu, trên đại lục này, tuy thực lực khác biệt không phải chướng ngại của hai phu thê song tu, nhưng dù sao vẫn là thế giới nam quyền, thực lực nam nhân tượng trưng cho địa vị của nam nhân, không có cô nương nguyện ý ủy thân cho nam nhân yếu hơn mình. Mà hai người thực lực quá khác biệt, nam nhân dựa vào nữ nhân, càng khôn điên đảo. Chuyện này xuất hiện cũng chỉ có một khả năng, là nữ nhân kia quá mạnh mẽ, muốn nắm giữ quyền lực ngang hàng nam nhân, dạng nữ nhân này tuyệt không có khả năng chỉ có một nam nhân. Cô nương với thực lực của ngươi ở Tây Châu không phải nhân vật tầm thường, chẳng lẽ ngươi mở hậu cung, thải dương bổ âm, tập luyện thuật song tu?" Hộ vệ kia nhíu mắt thăm dò. Nghe hỏi vậy, sắc mặt nữ nhân ửng hồng, cố gắng phủ nhận, "Ngươi, ngươi mới mở hậu cung, chúng ta là nhà đứng đắn, hai tử cũng có, làm gì có chuyện tập luyện tà thuật thải dương bổ âm." Cũng chưa hẳn, ở đại lục vì theo đuổi thực lực, chuyện gì mà không làm được, nữ nhân cũng vậy thôi. Tỏ vẻ không tin, hộ vệ kia cười không đứng đắn nói: các huynh đệ đi vào điều tra xem sao nếu nữ nhân mở hậu cung đàn ông bên trong nhất định không ít làm gì có thể chỉ có ba người này hừ dạ mọi người hét lớn một tiếng trong nháy mắt tản ra bốn phía lục soát toàn bộ trong sân nữ nhân này cực kỳ lúng túng lo lắng vô cùng chắc phàm dương mắt nhẹ liếc nhìn nàng thở dài một tiếng cười khẽ lắc đầu thân phận này của nàng ta không chỉ hắn không chịu được mà ngay cả người khác cũng sẽ không tin dù sao bề ngoài tu vi của nàng ta cao hơn hắn nhiều. Nửa canh giờ sau, những hắc ảnh lần lượt trở về, ai cũng lắc đầu, cho thấy không lục soát được gì. Thấy tình cảnh này, hộ vệ kia khẽ cao mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn quả thực không thể tin được, một nữ nhân cường thế như vậy sao có thể chỉ có một nam nhân bên người. Biết trong lòng hắn nghi hoặc, chắc phàm khẽ cười một tiếng, bước lên phía trước một bước, không người nói, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi, đừng nghe nàng đùa giỡn, căn bản nàng không phải thê tử ta. Có đúng không? Hộ vệ hỏi khá nghiêm túc, nàng ta nghe được trong lòng run rẩy, mồ hôi chán dịn ra. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn bán đứng nàng sao? Nếu nàng không phải nữ nhân của ngươi vậy nàng ta là ai? Vì sao ở trong phủ viện của ngươi? Hít sâu một hơn, chắc phàm mỉm cười lắc đầu, tiền bối, thực không dám giấu dếm, nàng là biểu muội của ta, chúng ta bị kẻ thù truy sát, cùng chạy trốn đến đây. Cái gì, biểu muội của ngươi, vì sao vừa rồi nàng ta nói là thê tử của ngươi?" Hộ vệ nghiêm sắc mặt quát lớn. Quay đầu liếc nhìn nữ nhân kia một chút, thấy nàng có vẻ khẩn trương, chắc phàm suy nghĩ một chút, chân thành tha thiết mà nói, thực ra nàng muốn làm thê tử của Tại hạ. Đáng tiếc trong lòng Tại hạ đã có người, không còn vị trí cho nữ nhân khác. Vừa rồi nàng đùa với các vị thôi, xin các vị tiền bối thứ lỗi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì, ngươi thành thật khai báo rõ ràng cho ta, nếu các ngươi có quan hệ không minh bạch, ta sẽ trói nàng dẫn đi. Hộ vệ kia hét lớn. Khóe miệng hơi vảnh lên, chắc phàm gật đầu cười nói, vâng vâng vâng, tiền bối đã muốn nghe, để vãn bối chậm rãi kể lại. Thật ra, ta cùng biểu muội là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm. Biểu muội đối với ta hữu tình, ta cũng biết, chỉ là ta không chịu đựng nổi. Chắc hẳn các vị tiền bối cũng nhìn ra, biểu muội từ nhỏ tư chất mạnh hơn ta, tu vi càng ngày càng vượt xa ta. Cho nên trong lòng ta tự ti, cảm thấy không xứng với nàng. Ừm, chúng ta nhìn ra, ngươi thật sự không xứng với nàng. Mọi người gật đầu, tán thành ý kiến này. Chắc Phàm tiếp tục nói, về sau ta và một cô nương Thái Thanh Tông mến nhau, thành thân sinh con, lại bị tông môn của nàng ấy phản đối, truy sát. Ta không thể làm gì khác hơn là mang theo con trai, một đường chạy trốn đến Trung Châu, để tránh tai họa. May mà trên đường có biểu muội chăm sóc, nếu không hai cha con chúng ta không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Tình nghĩa của biểu muội tại hạ khó có thể báo đáp, chỉ là. Nói đến đây, chắc phàm quay đầu nhìn về phía nữ nhân kia, tỏ vẻ thâm tình, biểu muội à, hiện tại ta đã có người trong lòng, tâm ý của muội ta chỉ có thể. Hai. Không nói tiếp, chắc phàm chỉ thở dài, quay đầu qua chỗ khác, dường như phần tình nghĩa này hắn khó mà tiếp nhận. Thấy cảnh này, mọi người cũng hiểu rõ, thì ra là chuyện tình tay ba, mà nữ nhân này chỉ tương tư đơn phương. Đúng là cải trắng bị heo ủi, Nữ nhân tu vi hóa hư bát trọng, xinh đẹp như hoa vậy mà lại yêu một tên phế vật tu vi kém xa vạn dặm, chuyện này thật không công bằng những cao thủ như chúng ta." Bất đắc dĩ lắc đầu, người kia thở dài nói. Người khác nghe vậy, cũng nhàn nhạt, nhạt gật đầu, đúng vậy, nhưng cũng hợp tình hợp ý, ai bảo bọn họ là thanh mai trúc mã. "Đại ca, nhà này chắc không có vấn đề gì, nếu không đám tặc tử kia muốn trốn thì phải giả cho xuông sẽ một chút, không đưa ra tình tiết máu cho thế này." Người nhìn ánh mắt hai người kia, đúng thật là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà. Lời này vừa nói ra, mọi người lại nhìn hai người bọn họ, bắt gặp ánh mắt ái náy, buồn bã của chắc phàm, còn nữ nhân kia thì nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hiện lên tầng sương mù mờ ảo. Một đôi nam nữ si tình, thật xứng đôi vừa lứa. Liếc nhìn nhau, những tên hộ vệ bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó người cầm đầu vội ho một tiếng nói, được rồi, ngươi nói chúng ta đều hiểu, nên đăng ký lại đi, tòa nhà này vốn là của hộ vệ trạch viện phi vân vương phủ hiện tại bán cho ngươi thì nó là của ngươi, như vậy hiện tại trong ngôi nhà có ba người ở, ngươi tên là gì? Dạ, tiền bối, tại hạ là cổ nhất phàm. Vội vã đến trước mặt người kia chắp tay, chắc phàm đã sớm chuẩn bị, há miệng liền nói nói, khuyển tử cổ tam thông, biểu muội là. Nói đến đây, chắc phàm nhìn về phía nữ nhân kia ra hiệu cho nàng. Chua sót hít hít mũi, nữ nhân nói, ta tên cổ khinh yên. Được rồi, đã ghi chép xong cầm lấy cái ngọc giản tỉ mỉ ghi chép lại, hộ vệ kia gật đầu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi được xem là chủ nhân chính thức trạch viện này. Nếu thấy có người khả nghi xuất hiện ở gần trạch viện, các ngươi nhất định phải thông báo cho phi vân vương phủ, hô to một tiếng, hoặc làm ra động tĩnh gì cũng được, chúng ta sẽ đi dò xét quanh đây. Nhẹ gật đầu, chắc phàm kho người nói, dạ, đa tạ tiền bối, có điều người khả nghi là người như thế nào. Người khả nghi ngươi cũng không biết. Mày nhíu lại, hộ vệ kia cười xì một tiếng không nhà để về loanh quanh bốn phía nhìn giống trộm cướp đầu trâu mặt ngựa có tật giật mình người ngươi thấy những người này trực tiếp gửi tín hiệu cho chúng ta ngươi có nghe không dạ 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 chắc phàm gật đầu không ngừng bọn họ thấy vậy cuối cùng cũng thỏa mãn gật đầu cười một tiếng sau đó phất phất tay mang người rời đi các huynh đệ chúng ta đi đến nhà khác ha 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 cứ như vậy chúng ta tra từng nhà để xem đám tặc tử kia còn ẩn nấp không ha 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 tiếng cười to dần đi xa bóng dáng khi thế của những hộ vệ phi vân vương phủ cũng chậm rãi biến mất ba người chắc phàm đứng nhìn chờ bọn họ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm được rồi đóng cửa tiễn khách nhẹ nhàng vỗ vỗ tay chắc phàm nhẹ nhàng lên tiếng nghe được lời này tiểu tam tử lập tức ngầm hiểu quay người lại lôi kéo nữ nhân tự xưng là mẹ hắn đi ra ngoài đương nhiên cổ tam thông cũng không dùng lực thật sự giống như đứa trẻ kéo nàng đi nếu không chỉ cần hắn vung tay đã ném nàng bay xa. Nữ nhân kia nhìn thấy cảnh này nhất thời sừng sốt, ngạc nhiên hỏi, này, các ngươi định làm gì? Chúng ta làm gì à? Ừ. Chắc phàm cười lạnh, mày nhíu lại, hung hăng chừng mắt liếc nàng, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe vị tiền bối kia nói gì sao? Gặp phải người không nhà để về. Loanh quanh bốn phía, cổ tam thông ngay sau đó tiếp một câu. Nhìn giống trộm cướp. Đầu trâu mặt ngựa có tật giật mình. Hai cha con mỗi người một câu, chăm chú nhìn nữ nhân kia, đồng thanh nói, nếu là người khả nghi, đều phải nộp lên phi vân vương phủ. Bây giờ chúng ta đuổi ngươi đi ra, đã rất tiện nghi cho ngươi rồi. Vừa dứt lời, hai người chắc phàm đồng loạt ra tay, trong nháy mắt ném nàng ra ngoài cửa, sau đó định đóng cửa lớn lại. Bỗng dưng bị hai người ném ra, nữ nhân vô cùng ngạc nhiên, sau đó quay người lại, thấy cửa chính sắp đóng lại, nàng vô cùng tức giận, nhấc chân đá văng cửa lớn hai người chắc phàm ở cửa cũng giả bộ bị lực đá này chấn động đến lùi lại ba bốn bước mới miễn cưỡng dừng lại tỏ vẻ kinh hoàng nhìn về người phía trước cả kinh kêu lên người ngươi muốn làm gì hộ vệ phi vân vương phủ đều ở gần đây đó hừ bọn họ ở gần đây thì thế nào ngươi có tin hay không trước khi bọn họ đuổi đến hai cha con các ngươi đã sớm mất mạng rồi hung hăng nhìn hai người chằm chằm nữ nhân kia tức giận nói chắc phàm giả bộ có chút sợ hãi sau đó vẻ mặt biến thành bộ dạng khóc tang kêu gào, đại tỷ, trước kia chúng ta không oán, hôm nay cũng không thủ. Hai cha con chúng ta phiêu bạt mấy năm, thật vất vả mới đến Trung Châu, né tránh truy sát từ Tây Châu, đang muốn bắt đầu cuộc sống mới, không muốn dính dáng đến những chuyện nguy hiểm. Ta không biết ngài có quan hệ với người bị phi vân vương phủ muốn đuổi bắt hay không, nhưng để bảo toàn, vẫn xin ngài mau rời khỏi đây, xem như người cứu chúng ta một mạng, xin đừng liên lụy đến chúng ta, được không? Thân thể nữ nhân run lên, liếc nhìn hai người chắc phàm, khẽ cắn môi son, trong lòng do dự. Thế nhưng một lúc sau, nàng đột nhiên lại hỏi ra một vấn đề khác, này, chuyện vừa rồi ngươi nói là thật sao? Chuyện gì? Ngươi và thê tử bị tông môn chia rẽ, thê tử ngươi hiện tại thế nào? Trầm ngâm một chút, nữ nhân kia nhỏ giọng hỏi. Vô cùng ngạc nhiên, chắc phàm không nghĩ tới trong tình huống nguy hiểm lại hỏi đến vấn đề này, không thể không nói, đây cũng là điểm đau của chắc phàm. Suy nghĩ rất lâu, chắc phàm cười rộ lên, làm sao có thể là thật, vừa rồi không muốn bị ngươi liên lụy, ta giả vờ nói dối bọn họ mà thôi. Thực ra ta có được rất nhiều lợi ích, tiền đồ cũng phát triển hơn, ta vứt bỏ thê tử, thấy nàng quá vướng bận, chỉ thế thôi. Nàng hiện tại sống rất yên ổn. Ba, không đợi hắn nói tiếp, nữ nhân kia tức giận cho hắn một bàn tay, mắng không ngừng. Kẻ đồi bại, hôm nay ta thay thê tử ngươi làm thịt ngươi. Đinh một tiếng, nữ nhân kia đã lấy thanh ngọc trường kiếm ra, một kiếm chỉ về phía chắc phàm chắc phàm giả bộ sợ hãi nói khoan 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 ngươi dám động thủ ở đây người của phi vân vương phủ nghe được sẽ đến ngươi cũng chạy không thoát nói gì thì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi ngươi muốn ra tay với ta chính là lấy oán báo ân hừ hôm nay tha cho ngươi trước nhưng sau này đừng để ta lại nhìn thấy ngươi trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ nữ nhân kia trầm ngâm một chút cuối cùng cắn răng gào thét sau đó quay người muốn nhanh chóng rời đi nơi có tên hỗn đản nhà ngươi bản cô nương một khắc cũng không muốn ở lại, miễn cho bẩn thân thể ta. Nhìn bầu trời đêm đe nhánh, bóng dáng nữ nhân đã không thấy đâu, tiếng chửi mắng cũng dần dần biến mất, hai người chắc phàm liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng nở nụ cười tà đạo. Cha, vất vả lắm mới cứu sống, cứ như vậy để cho nàng đi, không đáng tiếc sao. Đi, nàng ta có thể đi đâu? Nhìn ánh mắt nghi hoặc của cổ tam thông, chắc phàm cười khẽ nói, chẳng lẽ con quên, vừa rồi những hộ vệ kia tới làm gì sao? dần dần điều tra, xác định vị trí điều tra. Đoán chừng phi vân vương phủ muốn lục tìm hết thành trì, khắp ngõ ngách đều có người giám sát chặt chẽ, để mỗi một cư dân trong thành trở thành ánh mắt của vương phủ. Mà những nơi như khách sạn thì giám sát càng chặt chẽ hơn, cứ như vậy những người trốn tránh căn bản không có chỗ ẩn giấu. Nàng muốn đi, ha ha ha, chỉ cần nàng còn ở phi vân thành, sớm muộn gì cũng phải về đây. Hiện tại, nàng ta không còn đường để đi rồi. Cổ Tam Thông gật đầu nhưng vẫn còn có chút không hiểu, nếu đã như vậy, vì sao chúng ta còn muốn đuổi nàng ta đi? Không phải vẽ vời cho thêm chuyện sao? Không không không, đây là bước đầu tiên của tâm lý chiến, vờ tha bắt thật. Chậm rãi khoát tay, trong mắt chắc phàm lóe lên tinh mang, nhẹ nhàng lên tiếng, đuổi nàng ta đi không phải vì nàng, mà chính là vì người ở phía sau nàng. Con suy nghĩ xem, chúng ta là ân nhân cứu nàng, nếu lại thuận thế giúp nàng che giấu thân phận, không phải rất dễ dàng bị nàng ta hoài nghi chúng ta có ý đồ khác sao. Có lẽ người phía sau nàng biết chuyện này sẽ cảm thấy chúng ta cùng phe với phi vân vương phủ, đang dẫn dụ bọn họ mắc câu, chúng ta rất khó chiếm được sự tín nhiệm của bọn họ. Nhưng hiện tại thì khác, chúng ta đuổi nàng ta đi giống như một tu giả bình thường, nhát gan sợ phiền phức, cứu nàng cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nếu những người kia bị phi vân vương phủ bước đến không còn đường để trốn, bọn họ sẽ nghĩ đến nơi này, sử dụng chúng ta. Nhưng trên thực tế, chúng ta là người muốn sử dụng bọn họ. Âm dương chuyển đổi, mưu lực mỗi một chi tiết nhỏ đều tính kế ở bên trong mới có thể trăm trận trăm thắng. Gật đầu tán thành, cổ tam thông cười nhạt một tiếng, thì ra là thế, cha biết nàng đi không thành, mới cố ý thả nàng đi, dẫn dụ người phía sau nàng ta ra. Ha ha ha, đúng vậy, sớm muộn gì cũng dẫn ra. Cười nhạt một tiếng, chắc phàm cất bước đi về phía trước, cẩn trọng đóng cánh cửa lại. Sau đó nắm tay nhỏ cổ tam thông đi về phía hậu viện, tiểu tam tử ba ngày qua con đi đến chỗ nào mà không thấy bóng con trở về đi loanh quanh trong thành có điều người ta thấy con là đứa trẻ có nhiều nơi con muốn đi mà không được đi cho nên vậy cha mang con đi ngày mai đi xem một chút thật sao đương nhiên chúng ta bây giờ chỉ cần chờ tin tức là được thoải mái vui chơi một trận ha 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 khẽ cười một tiếng chắc phàm cười vui vẻ nhìn cổ tam thông cổ tam thông cũng vui vẻ vô cùng nhảy nhót không ngừng bản tính trẻ con hiện rõ. Ngày hôm sau, Trác Phàm mang theo cổ Tam Thông đi khắp các đại danh Phi Vân Thành, cực kỳ vui vẻ, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không đề cập tới, chỉ chuyên chú du ngoạn. Ngày thứ ba, Trác Phàm mang theo cổ Tam Thông đi ăn các món ngon vật lạ khắp thành, hưởng thụ thời gian cha con vui vẻ, hai người không thèm để ý đến kế hoạch chuyến đi này. Kết quả ngày thứ tư, ngày thứ năm, bọn họ vui vẻ khắp nơi, mãi đến đêm khuya ngày thứ mười, cổ Tam Thông hưng phấn mà trở lại viện tử. Chắc phàm cũng vui vẻ đi theo sau, nhưng người xuất hiện trước mắt bọn họ, khiến bọn họ giật mình sợ hãi. Nữ nhân rời đi 10 ngày trước lại xuất hiện trước mặt bọn họ, gương mặt hốc hác phờ phạc, không còn thần thái như trước. Nàng nhìn hai người chắc phàm cũng có chút xấu hổ, tâm thần bất định. Nằm trong dự đoán của chắc phàm, nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ kinh ngạc, hét lớn, đại tỷ, sao ngươi lại đến? Không được hỏi. Đinh một tiếng, nữ nhân kia nhanh chóng xuất ra thanh học trường kiếm, chỉ về phía chắc phàm trong mắt có chút xấu hổ có chút tàn nhẫn cắn răng quát to nghe đây từ giờ trở đi ta ở nơi này không cho phép các ngươi đuổi ta đi cũng không được đi phi vân vương phủ báo tin nếu không các ngươi đừng mơ sống sót quả nhiên nha đầu này bị buộc đến đường cùng không còn đường khác để đi rồi hai cha con liếc nhìn nhau trong lòng hiểu rõ cười thầm một trận phi vân thành nhiều cao thủ dung hồn tuần tra như vậy một hóa hư bát trọng có thể chạy đi đâu cho nên ngoan ngoãn trở về chiếm diện tích, chẳng biết xấu hổ trắng trợn cướp chỗ, chẳng khác nào bọn lưu manh thổ phỉ. Sớm biết như thế, sao lúc trước ngươi còn cứng đầu rời đi làm gì? Không phải ngươi quan minh chính đại lắm sao? Ha ha! Nhìn nàng ta thật sâu, chắc phàm thở dài lên tiếng, cô nương, trở về thì trở về, không cần phải lớn tiếng quát tháo hai cha con chúng ta đâu. Tuy ta không muốn gặp phải phiền phức nhưng tính mạng hai cha con chúng ta nằm trong tay cô, ta cũng không có cách nào. Hai, một tiểu cô nương dịu dàng xinh đẹp, qua 10 ngày đã biến thành mẫu dạ xoa đoạt địa bàn rồi. Thân thể nhịn không được run lên, nữ nhân nhìn bộ dáng không nói đạo lý của mình lúc này có chút chua xót, vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Ngươi còn mặt mũi mà nói sao? Không phải vì ngươi đuổi ta đi à? Nàng ta nức nở liên tục, ngươi biết 10 ngày này ta vượt qua thế nào không? Chẳng khác nào lũ chuột, sợ gặp phải đám người Phi Vân Vương phủ. Khách sạn không đi được, trốn trong nhà người khác cũng rất dễ bị phát hiện phi vân thành lớn như vậy ta lại không tìm thấy một nơi đặt chân suốt ngày không ngừng chạy trốn lo lắng sợ hãi nếu ta không đây ta sẽ bị bọn họ bắt được ngươi còn nói ta là mẫu dạ xoa ô ô vừa nói nàng ta ta vừa khóc ồ lên chắc phàm thấy vậy trong lòng lắc đầu bật cười thực sự lúc trước hắn đuổi nàng đi có hai lý do để nàng ở bên ngoài cảm thấy tuyệt vọng nàng mới có thể an tâm ở trong này nào biểu muội gian phòng này còn giữ lại cho ngươi về sau ngươi cứ ở nơi này. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, chắc phàm chỉ cái phòng lúc hắn chữa thương cho nàng, hiện tại vẫn sạch sẽ như cũ, cười nói đùa. Hít hít mũi, nàng nhìn chắc phàm thật sâu, trong lòng trở nên ấm áp, nhìn hắn đầy cảm kích. Thời gian qua bị truy đuổi, sống như chó mèo, lần này nàng trở lại nơi nàng đã dưỡng thương, trong lòng vô cùng ấm áp, giống như nhà nàng. Giơ tay làm tư thế mời nàng ta đi vào, chắc phàm quay người lại, chậm rãi rời đi nhìn bóng lưng dần biến mất kia nữ nhân trầm ngâm một chút đột nhiên kêu lên mấy ngày nay ta nhìn thấy ngươi cùng con trai ngươi đi du ngoạn khắp nơi chắc phàm nhướng mày ngừng bước quay đầu qua nhìn về phía nàng thế nào không được sao ngươi đối lệnh lang thật tốt nhìn chằm chằm hắn nữ nhân nhẹ nhàng lên tiếng mười ngày này các ngươi đi khắp nơi phi vân thành có thể nhìn ra được cha con các ngươi rất hòa hợp chắc phàm kỳ quái đương nhiên rồi ta là phụ thân hắn chuyện này thì có gì không đúng. Thế nhưng ngươi nói ngươi vứt bỏ thê tử, ánh mắt nàng hoài nghi nhìn hắn. Ngươi lo lắng cho nhi tử như thế, không thể nào làm chuyện như vậy với mẫu thân hắn. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, bật cười ra tiếng. Nữ nhân là nữ nhân, nhi tử là nhi tử, nam nhân chia điểm này rất rõ ràng. Một đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì. Chắc phàm không nói gì thêm, thản nhiên rời đi, khoảnh khắc hắn quay người trong mắt lại toát ra vẻ đau thương, khẽ thở dài lắc đầu trừng mắt nhìn chắc phàm nữ nhân kia cảm giác hắn trêu nàng trong lòng giận dữ nhưng nghĩ lại cảm giác có chút kỳ quái thái độ chắc phàm thay đổi thất thường điều này khiến nàng cảm giác hắn khá bí ẩn như đang cất giấu bí mật nào đó nghĩ như vậy nữ nhân kia không trở lại gian phòng của mình mà xoay người đi về phía hậu viện giữa trời trăng sáng sao thưa ánh trăng phủ sáng bàn đá trước hậu viện cổ tam thông đang chơi đồ chơi khắc gỗ vô cùng vui vẻ tuy hiện tại hắn đã hơn 300 tuổi nhưng tâm tính trẻ con chưa mất đi. Mấy ngày nay, chắc phàm bỏ nhiệm vụ, dẫn hắn du ngoạn khắp thành trì, khiến hắn cảm nhận tình phụ tử đã mất từ lâu. Đồng thời cũng kích thích tính tình trẻ con ẩn sâu trong người hắn, hắn quấn lấy chắc phàm, đòi mua nhiều đồ chơi cho bé 7-8 tuổi. Lúc này hắn đang chơi đùa khá vui, chợt nghe tiếng xé gió mà tới, một bóng người uyển chuyển đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Lập tức, cổ tam thông phát giác ra được, nhưng lại làm bộ không phát hiện, tiếp tục vuốt đồ chơi trong tay, Ai bảo chắc phàm yêu cầu hắn giả bộ thành một đứa trẻ bình thường chứ? Cổ tam thông. Đúng không? Nữ nhân tươi cười đi đến bên cạnh hắn, nhìn đồ chơi trong tay hắn, bật thốt lên, v u, thật xinh đẹp, cha ngươi mua cho người à. Lạnh lùng liếc nhìn nàng, cổ tam thông từ chối cho ý kiến, có việc mau nói, có dám mau thả, không có việc gì trở về phòng mà ngủ. Ách, nữ nhân kia nghe thấy bị nghẹn đến không nói nên lời, ra mặt không nhìn được hung hăng co rút tiểu quỷ này sao lại chảnh vậy chứ? Ô không, chuyện này chắc không có quan hệ gì với đứa trẻ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chắc hắn bị ảnh hưởng từ phụ thân mình, lão nương nhị. Cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong lòng, nữ nhân chỉnh lại nét mặt, cười khẽ hỏi, tam thông, đối với tỷ tỷ không thể nói như vậy, như vậy rất không lễ phép. Đối với một nữ nhân chỉ kiếm muốn thịt cha con chúng ta, tiểu gia cần lễ phép với ngươi cái dám ý, hư nhẹ một tiếng, cổ tam thông từ chối cho ý kiến. Phốc, nữ nhân tức giận muốn thổ huyết, thân thể run rẩy. Người ta nói cha nào con nấy thật đúng mà, hai cha nhà này nói chuyện không có một câu ôn hòa, câu nào cũng chọc thương đeo gậy, khiến người ta tức chết. Nhưng không sao cả, cha có vấn đề không liên quan gì đến con cả, lão nương nhị. Nữ nhân lại nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, nhìn cổ tam thông nói, hai tử, chúng ta có thể nói chuyện không? Tỷ tỷ muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Có gì mau nói, có dám mau thả. Liếc xéo nhìn nàng, Cổ Tam Thông không quan tâm, nhẹ giọng nói. Lửa giận trong lòng lần nữa phát lên, nữ nhân kia cắn chặt hàm răng, nuốt xuống, ha ha nói, ha ha ha. Tiểu hai tử rất có cá tính. Vậy tỷ tỷ cũng dứt khoát hỏi ngươi, cha ngươi thật sự vứt bỏ mẹ ngươi à? Cổ Tam Thông dừng chơi đùa đồ chơi, qua rất lâu, mới lại cầm lên, lạnh lùng nói, vâng. Nữ nhân kia có chút thất vọng, nàng không nghĩ đến kết quả này. Vậy ngươi thích mẹ ngươi không? Thích lắm. Cha ngươi làm như vậy, ngươi không hận cha ngươi sao không hận vì sao nữ nhân ngạc nhiên hỏi bỗng dưng trầm mặc cổ tam thông yên tĩnh nhìn đồ chơi trong tay lại than nhẹ một tiếng thản nhiên nói nếu như cha ta kiên trì ở cùng với mẹ thì mẹ ta sẽ chết ngươi cảm thấy cha nên làm thế nào cái gì thân thể nàng chấn động trong nháy mắt ngây người tiểu tam tử còn ở hậu viện chơi cái gì tuổi này của con nên ngủ sớm thôi đúng lúc này chắc phàm đột nhiên hét lớn Cổ Tam Thông không nhìn nữ nhân kia nữa, nhanh chóng đi về chỗ gian phòng chắc phàm cha ta gọi ta, ta về thôi. Nhìn cổ Tam Thông tuổi còn nhỏ, lại vô cùng kiên nghị nàng ta không khỏi choáng váng, con trai giống cha, con đã như vậy rồi huống chi là cha. Người kia, có vẻ không xấu như hắn ta tỏ vẻ. Sau khi cổ Tam Thông đi vào gian phòng, chắc phàm lặng lặng ngồi trước bàn, bất đắc dĩ liếc nhìn hắn, chắn nản nói, nói với con bé kia nhiều như vậy làm gì. Không có gì, chỉ không muốn mỗi lần nhìn thấy cha nàng ta lại vô duyên vô cớ mắng cha thôi nàng mắng thì mắng dù sao ta cũng không phải người tốt lành gì bị mắng cũng không ít lần nhưng con không muốn nghe nàng ta mắng cha cha là cha của con đó hít thật sâu một hơi cổ tam thông buồn bực ngán ngẩm bò lên giường sâu xa nói trước kia người nào mắng cha con liền đánh người đó giờ thì cha không cho con động thủ con chỉ muốn giảm thiểu người mắng chửi cha thôi chắc phàm liếc nhìn hắn vui vẻ gật đầu con trai ngoan. Qua một đêm tu luyện, sang sớm ngày hôm sau, chắc phàm và cổ tam thông sảng khoái tinh thần, mở cánh cửa, lần nữa đi ra ngoài. Cổ tam thông tươi cười nhìn chắc phàm nói, cha, nhà đầu kia đã trở về, chúng ta còn nhẹ nhõm tự tại đi chơi nữa không? Đương nhiên, chúng ta càng nhẹ nhõm càng tự tại càng tốt, dù sao cá lớn vẫn chưa mắc, ha ha ha, khẽ cười một tiếng, chắc phàm gật đầu nói. Nghe vậy, cổ tam thông hô to một tiếng, nhảy cẫng chạy ra ngoài cửa, hưng phấn giống như đứa bé. Chắc phàm nhìn thấy khẽ gật đầu, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ của hai cha con. Thế nhưng đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp cản trước mặt bọn họ, định thân nhìn lại chính là nữ nhân kia. Chắc phàm nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta và tiểu tam tử muốn đi ra ngoài. Vậy thì thật là tốt, mang theo ta đi thôi. Nữ nhân kia cười vui vẻ nói. Chắc phàm, mang theo ngươi. Vì cái gì? Đúng vậy, hai cha con chúng ta đi du ngoạn, sao phải mang ngươi theo? Thật mất hứng, hừ, cổ tam thông tỏ vẻ ghét bỏ, bĩu môi khinh thường. Nhìn cổ tam thông nhăn nhăn gương mặt dễ thượng tạo thành mặt quỷ, nữ nhân lại nhìn chắc phàm, hùng hồn nói, ta làm sao biết sau khi các ngươi rời khỏi đây có đến phi vân vương phủ tố giác ta không chứ? Cho nên, ta nhất định phải giám sát toàn bộ hành trình của các ngươi. Chắc phàm trầm ngâm một chút, khóe miệng nhếch lên, gật gật đầu. Được, Cô nương nguyện ý thì cứ theo hai cha con chúng ta, chỉ cần ngươi không sợ hiểu lầm. Hiểu lầm? Mày nhíu chặt, nàng không hiểu rõ ý của hắn. Chắc phàm nhất miệng lộ nụ cười tà dị. Nửa canh giờ sau. cha, cổ tiên sinh, ngài lại mang theo lệnh lang đến đây du ngoạn à. Ngài đúng là một người cha hiền lành, lại dẫn hài tử đi 10 ngày. Lần này càng tốt hơn, ngay cả phu nhân đều mang đến. Đúng vậy, vị phu nhân này thật sự là quốc sắc thiên hương khó trách ngài vẫn luôn giấu trong phủ không cho ra ngoài, làm sao hôm nay lại mang ra, ha ha ha. Trên đường, ba người chắc phàm đi lại như thường ngày, từ xa bỗng chuyển đến tiếng hò hét. Chắc phàm chỉ cười nhạt gật đầu, không rảnh để ý. Nữ nhân đi bên cạnh, nghe vậy xấu hổ đỏ cả mặt. Rốt cuộc nàng cũng biết, hiểu lầm lúc nãy chắc phàm nói là cái gì, có chút oán giận nói, sao ngươi không giải thích với bọn hắn, ta không phải phu nhân của ngươi, là biểu mụi ngươi không có cách nào giải thích những người này miệng quá trơn chu có giải thích cũng vô dụng ta cũng không muốn để ý tới chỉ là những chuyện ngoài đường mà thôi khóe miệng hơi vểnh lên chắc phàm từ chối cho ý kiến có điều ánh mắt hắn thỉnh thoảng để ý đến động tĩnh bốn phía theo hắn đoán vài ngày trước nữ nhân này phải ẩn núp không thể liên lạc được với đồng bọn hiện tại ban ngày ban mặt đi khắp nơi dễ dàng liên hệ hơn mà đây cũng là nguyên nhân hắn nguyện ý mang nữ nhân đi ra ngoài dẫn dắt xuất động chờ một chút các ngươi là ai? Đúng lúc này, một đội đội tuần tra đi qua, ngăn bọn hắn lại. Nữ nhân kia vừa căng thẳng, muốn bỏ chạy, lại bị chắc phàm kéo lại. Chắc phàm chấn tĩnh tự nhiên cười nói, chúng ta là tiền môn viện cổ gia. Lấy ra một tấm ngọc giản, tỉ mỉ xem qua, người kia nhìn thấy không sai mới phất tay nói, thì ra là cổ gia ở gần đây, cổ nhất phàm, cổ tam thông, cổ khinh yên. Được rồi, các ngươi có thể đi. Đội tuần tra quay người, tuần tra nơi khác nữ nhân này cảm thấy thật kỳ quái đội tuần tra lại dễ dàng bị lừa như vậy sao dường như biết suy nghĩ trong lòng nàng chắc phàm khẽ cười nói ngươi đừng quên vài ngày trước chúng ta đã đăng ký qua trong ngọc giản có thân phận và tướng mạo của chúng ta chúng ta bây giờ chính thức trở thành một nhà ba người phi vân thành vậy mấy ngày qua ta còn chạy gì chứ thấy bọn chúng cứ như chuột thấy mèo vậy không nhịn được nữ nhân kia lập tức ngẩn ra bật cười một tiếng chắc phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai đúng vậy ta cũng không biết ngươi chạy cái gì, cái này gọi là có tật giật mình. Mặt mày gian xảo, đầu trâu mặt ngựa. Bỗng dưng, cha con chắc phàm lại bắt đầu trêu chọc, khiến nữ nhân kia tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Thế nhưng bọn họ không chú ý tới, trong một góc tối tăm có một đôi mắt sáng ngời nhìn bọn họ chăm chú.